Không phải đâu chị, cái này là hôm chị để đánh đống vào xong bắt đầu mưa ấy, mưa nó ít xong bắt đầu nó nắng nên nó mới chai. Còn cái chỗ nào mà để thưa ra là không việc gì đâu. Đây chị nhìn cái chỗ nào mà chị vãi rộng đều nó có đâu bị kiểu đấy đâu. Cái chỗ chị đánh đống vào là nó Nhưng mới mà chai. là cây ở trên này nó đậm quá, nó di chuyển nước nước nó không Nước nó không xuống được đều. xuống đều này. Đây này. Bón phân dày quá nên này, dày quá này nó gặp nắng nên nó đâu có ấy đâu. Chỉ bón thưa ra thì đến lúc cái hột mưa nó xuống nó tan, nó dễ tan. Còn nó bón dày như thế này là nó không tan được, gặp nắng nên nó khô trên mặt, nó đâu có xuống đất được đâu. Cái chỗ nào chị bón đều ra thì nó còn một phân đâu. Xốp xốp để nó cứ lún 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 đất xuống. Chậm quá. Nhận tiêu nhìn thấy cao, cao này thì đẹp Không, nhưng mà cái này không 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 cao bằng vườn trên. Vườn trên nó nó cao. ấy, cái này mà chỉ trồng 3 mét là đẹp lắm này. Dày Trồng quá. hơi dày. Dày quá đi. Vâng. Cỏ không lên được. Cái này vì để có lười phát thôi. Để lấy lại cái sinh khối cỏ lại. Nó không lên được mà khi hát thì cứ mỗi thế cứ bắt theo đợt thì cứ ấy luôn trong vườn này không không lên được. Hôm này là thưa quả. Em hôm em về em bảo ông anh em là cái đám tiêu này 1.500.000 mà thu được 15 tấn một năm mà ông không tin. Vườn này có 4 sào rưỡi mà năm vừa rồi là khoảng cỡ 6 tấn rưỡi, năm nay chắc hơn tí. Vâng. Có 4 sào rưỡi diện tích này. Còn hơi Đất chậm. chỗ này bằng thật nhỉ. Chủ cao thì nó năng suất nhưng mà nhiều lúc sau này mà nó bị mục cây nó mệt lắm. Mệt mỗi cái khâu đấy thôi. Cái là cái đoạn này là ngày hồi trước là mình bỏ bỏ hạt đấy là Vâng. nó cũng đỡ chết cây hơn, Đúng rồi, thì cái cây trồng hạt là nó dân dễ cọc nó liền ở đi.